chờ mãi đợi mãi hôm nay về được ba em à, hai em này chóa hơn một con này chóa hơn 40 mươi chuẩn chuẩn đúng không nhé? con chó hoa hồng này là nó tầm 4 40 hơn 40 chút gần 50 con này hơn con này tầm 43 con này tầm gần 50 đấy con này chóa nó phải lên đến 45 47 còn con này nữa đấy, con chó hoa hồng này là 2 triệu 950k à, con chó chuẩn chuẩn này là 2 triệu 9, 9 còn con chó đá này là 3 triệu ba tất cả dòng này ba con đèn này đang thiếu bóng bác nhé mỗi con em chỉ lắp có một bóng thôi còn tất cả trong nó đều là hai bóng khi lắp đủ hai bóng nó rất là sáng nó đẹp lắm nó rực lên cơ nhưng mà đa số là không thiếu bóng ở nhà không có bóng để lắp tạm để cho các bác nhìn à cái hình thức là khi lắp bóng vào như nào đấy sau đây em sẽ vào chi tiết cho các bác từng mã chi tiết từng mã luôn à, đối với lại À đây là cái chóa chuẩn chuẩn thì bác nhìn đây. À, cái vành chó này thì người ta sẽ tính từ chó bên này sang đến đây ạ. À. Chó này nó liên quan đến tầm khoảng độ 45 đến 48. Chó là 48. Chó này 48 thì chó này sẽ là 45. Đấy. 48 chiều cao 60. À từ từ, bác đợi em chút nhé. Chiều cao con này là 65, 65. 65 rồi. Đấy. Rất là đẹp. À, được ở bên trong này đây. Mấy cái lớp có một bóng thôi bác ạ. Mấy là có một bóng còn bóng bên này nữa chưa lắp à, các bác có thể tắt điện ở đây cũng được tắt đây hoặc là tắt bằng giật dây đây cũng tắt được đấy ok chưa à, con này mức giá 2 triệu chín cho bác báo cáo các bác là giá bây giờ các bác thấy sướng chưa này nhìn bác thấy phê chưa giá bây giờ quá phê cho bác con này 2 triệu chín giá quá phê quá mê cho bác luôn 2 triệu chín cái này từng viên đá một 2 triệu 9 ok chưa? đẹp lung linh luôn. con này để phòng khách nhé, phòng khách hoặc đầu giường, bạn ngủ, quá tuyệt vời luôn. đấy, ở dưới là hình một cô gái, hình của gái hai triệu chín. À, sang với cái này, đây là cái, đây gọi là chiếc đèn đá, tất cả xung quanh là thiết kế bằng đá. nhưng mới chỉ có một cái bóng bên này thôi, còn đang bên này đang thiếu bóng, mới gì đâu. bên này thiếu bóng thì nó sẽ tối hơn. Con đèn đá này mức giá 3 triệu 3 3 triệu 3 con đèn đá này Đèn đá 3 triệu 3 Ở phía dưới này là thiết kế đây Ở đây là một cậu bé Cô bé rồi đây này Đấy, Đây này. Ờ, Cưỡi con ngựa ngủ trên lưng ngựa Ngủ trên lưng ngựa 3 triệu 3 à, Chiều cao nó tầm hơn 40 Chóa của con này tầm 30 hơn 30 thôi đây. Cưỡi trên lưng ngựa Đèn có thể tắt này, giật dây này Tắt bật đây bình thường các bác nhìn như thế này thì nó đấy nó đá nhưng khi có đèn vào nó sẽ lên đá rất là đẹp luôn Được chưa đấy. còn một bóng nữa chưa lắp chưa có bóng đấy con này thì 3 triệu ba ba triệu ba con này Được chưa ở để vừa chơi vừa trang trí vừa là đèn ngủ kể cả đèn ở phòng khách để ở trên các kệ tivi loa càng đẹp vừa chơi trang trí ba triệu ba chiếc này bác chú ý nhé ba triệu ba trên này à, sang tiếp tục đây gọi là đèn chóa bằng đá bác nhé vân đá 3 triệu ba sang tiếp tục uh, chiếc đèn với chóa hoa hồng con này có chiều cao nó cũng lên đến đâu sáu 65 đấy chiều cao sáu chóa là bốn à, cái chóa này là hoa hồng bác nhìn thấy chưa đây là hoa hồng này chóa hoa hồng thì cứ gọi là chóa hoa hồng đi hiện tại đấy chóa hoa hồng và đây trên này cũng là một cô gái bác nhìn nhé đây cũng là một cô gái này Đấy, là một cô gái à, bộ con bộ chóa hoa hồng này có mức giá là 2 triệu 900 bao nhiêu đây 2 triệu 950k 2 triệu 950.000 Ừ mẹ chó hoa hồng bác nhé 2 triệu 950.000 chó hoa hồng đấy ở những bộ này các bác có thể để ở phòng ngủ này kia ở kệ phòng ngủ hoặc là ở, ở những cái kệ tivi tủ rất là sang trọng Bạn nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn giá ở trên là giá em Tuấn bán Chứ không phải giá chào đấy để, để các bác mặc cả Bạn nào xác định lấy thì liên hệ với em có xác định mặc cả không phải gọi Em bán hàng em thích rõ ràng lắm bác ạ Chứ bây giờ em báo giá ra đấy rồi xong lại các bác gọi thì kèo rồi nhắn tin Và bác nào xác định mua gọi điện cho em Gọi điện vào số điện thoại chứ đừng gọi Zalo Bởi vì là xong hay là nhắn tin nữa Nhắn tin cứ trả lời không trả lời đâu bác ạ một mình bác thì có thể trả lời được nhưng bây giờ một ngày rất là nhiều người nhắn tin không trả lời bên em hạn chế trả lời tin nhắn vì không trả lời nổi nếu bác nào đã xác định mua gọi cho em giúp em cho nhanh còn không thì nhắn vào zalo để đấy em sẽ trả lời lần lượt sau rồi chào bác